chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đi học phần ngữ pháp của quyển ngữ pháp tiếng Anh từ căn bản tới nâng cao. Trong bài 3 này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng đại từ phản thân trong tiếng Anh có tên gọi là reflexive pronouns. Như vậy thì để hiểu cái chữ phản thân là gì thì chúng ta phải tách cái chữ này ra làm hai chữ, đó là chữ phản và chữ thân để hiểu. Phản ở đây là chúng ta không hiểu là phản bội nha. Phản ở đây là phản hồi, tức là quay lại. Thân tức là bản thân, tức là cái đại từ để chỉ sự phản hồi lại cái bản thân người nói. Ví dụ như mình đưa ra một hành động nào đó và chính mình nhận lấy hành động đó luôn, cái hành động đó quay về với bản thân mình luôn thì gọi là phản thân. Ví dụ như chúng ta sẽ có hai câu ví dụ bên dưới nè. I usually talk to myself. Như vậy trong câu này chúng ta có chủ từ I là tôi nè, và có hành động nào các bạn? Hành động là talk. Và chúng ta sẽ nói, họ đặt câu hỏi là tôi thường nói chuyện với ai? Và câu trả lời là tôi thường nói chuyện với chính mình, với chính tôi luôn. Như vậy thì cái hành động đưa ra là hành động talk, và ai đưa ra? Tôi. Và ai cũng là người nhận các bạn? Cũng chính tôi luôn. Cho nên cái đại từ đi theo sau cái động từ talk, talk to đó, thì là đại từ phản thân. Ok. Và nó có, để diễn đạt chính tôi á, thì nó có chữ myself. I usually talk to myself. Tôi thường nói chuyện với chính mình. I love you for yourself. Tôi yêu em vì là chính em. Tức là cái chữ yourself này là cái đại từ phản thân của chữ you. Tức là không phải là một ai khác. Bạn là chính bạn. Ok, yourself. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một số cái đại từ phản thân trong tiếng Anh. Như các bạn đã biết ở trong cái bài 1 á, thì chúng ta đã học một số đại từ làm chủ từ như I, we, you, he, she, it, they. Thì tương ứng với nó là để diễn đạt cái ý là chính tôi thì nó có chữ là myself. Chúng ta xem câu ví dụ. I taught myself to play the guitar. Tôi tự dạy bản thân mình học chơi guitar. Như vậy chúng ta có hành động là taught, tức là dạy, và ai nhận cái việc dạy đó? Tôi nhận luôn, cho nên là tôi đưa ra và tôi nhận luôn. Thì cái đại từ theo sau đó mình phải dùng là đại từ phản thân, đó là myself. Chúng ta có chủ từ we, và tương ứng nó là đại từ phản thân là ourselves. We cooked the dinner ourselves. Nghĩa là tôi tự nấu bữa tối, chúng tôi tự nấu bữa tối đó. You số ít, các bạn lưu ý ha, coi cái người nói đang nói là số ít hay số nhiều. Ví dụ như you should learn to cook yourself. Tức là một người nào đó nói với bạn rằng là bạn nên học nấu ăn tự mình đi. Tức là tự mình học nấu ăn đi. Thì lúc này là một người. Thì các bạn dùng yourself tận cùng âm F nè. Còn nếu như mà you số nhiều á, thì các bạn dùng yourselves số nhiều ha. You should do the test yourselves. Các bạn đó nên làm bài test tự mình đi. Thì lúc này là số nhiều, cho nên các bạn dùng yourselves. He thì là anh ta. Bản thân anh ta phải là himself. He introduced himself. Anh ta tự giới thiệu bản thân mình. Chúng ta có từ she, và đại từ phản thân là herself. Chính cổ. She bought a present for herself. Cô này mua một món quà cho chính cổ luôn. It itself. My cat usually licks itself. Con mèo của tôi thường liếm chính nó. They và themselves là bản thân họ, chính họ. They try to help themselves overcome the difficulties. Họ thường tự giúp mình vượt qua những khó khăn. Ha, các bạn lưu ý đọc lại ha. Myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself và themselves. Một số lưu ý khi sử dụng đại từ phản thân. By cộng cho đại từ phản thân, ví dụ như by myself, by themselves, là có ý nhấn mạnh là cái chuyện đó đó là do tôi làm đó, chứ không có ai giúp đỡ hết. I drew this picture by myself. Tôi tự vẽ bản bức tranh này nè. She walked home by herself. Cô ấy tự đi bộ về nhà. Còn theo sau những cái giới từ các bạn không dùng đại từ phản thân mà chúng ta dùng cái đại từ làm túc từ ở trong bài 2 mình đã học. Ví dụ như he put the backpack next to him. Anh ta đặt cái ba lô kế bên ảnh. Ở đây không dùng next to himself ha, mà là next to him. He had a suitcase beside him. Anh ta để cái vali bên cạnh ảnh.
thì lúc này là sau cái giới từ thì các bạn dùng him chứ không dùng himself. Rồi nó có những cái vị trí nè, động từ rồi tới đại từ phản thân rồi mới tới túc từ. Ví dụ như I cook myself a bowl of noodles, có nghĩa là tôi tự nấu cho ai, nấu cho mình một tô mì. Thì đây nó cần một đối tượng cho nên phải dùng cái đại từ phản thân sau động từ này. We taught ourselves French, chúng tôi dạy, dạy cho ai, dạy cho chính chúng tôi tiếng Pháp. Cũng có một vị trí nữa là cái động từ xong rồi túc từ mới đại từ phản thân. Ví dụ như I prepare the tire myself, trong trường hợp cái đối tượng tác động á là không phải chính tôi sửa cái gì, sửa một đối tượng là cái bánh xe đó, the tire đó, cái vỏ xe đó. I prepare the tire, và ở đây á nhấn mạnh là tự tôi làm á, chứ không phải ai giúp, thì chúng ta để myself phía sau ha. I prepare the tire myself. Còn they did the homework themselves, họ làm bài tập tự bản thân họ. Ở đây là they did, họ làm cái gì thì phải có một cái túc từ, đó là the homework. Và ai làm thì nhấn mạnh tự tụi tôi làm thì bạn dùng themselves. Okay. À, trong cái phần này thì mình xin giới thiệu cho các bạn một phần bài tập thôi, thì mình không thể giới thiệu hết được. Nếu các bạn muốn mà làm bài tập á thì các bạn mua sách về để mà làm ha. Thì ở đây thì các bạn nhớ lại cái dạng thôi, các bạn điền vô thôi. Ở đây các bạn tự điền vô. Cái bài 2 thì mình sẽ giải 7 câu trong cái phần này thôi. Ví dụ như Don't help us, Dad. Mấy đứa con nói với ông bố, đừng có giúp tụi con ba à. I and Jim can paint the car on by. Ở đây người ta cho chữ we, tức là con và Jim có thể sơn cái xe này tự tụi con. Lúc này là chúng ta có we, có tôi và có Jim nữa thì là we, và đại từ phản thân của we là ourselves. Thì các bạn sẽ dùng như thế ha, ourselves. Ok. Rồi, chúng ta sang tiếp câu 2. Câu 2 là please come in and make, vui lòng hãy vô nhà đi và hãy make yourself, đúng nè, là hãy tự xem chính mình như là người ở trong nhà này đi, tức là người nhà đi, hãy tự nhiên đi đó. Please come in and make yourself at home. Nếu đây nói một người, còn hai người thì các bạn dùng yourself kia. Câu 3 đó là they try to do the laundry, họ cố gắng. Laundry là giặt đồ, họ cố gắng giặt đồ tự bản thân họ. Là người ta dùng là, chúng ta thấy chủ từ là they đúng không nào? Cho nên chúng ta phải dùng themselves. Để mà làm gì? To save extra money, để mà tiết kiệm thêm tiền, which will be used to pay for their children's education fees. Và số tiền này sẽ được dùng để chi trả cho học phí học tập của con cái họ. Ta sang câu 4. Ra coi cái tình huống nó nói gì. She never has anyone else do her homework. Tức là cô ấy không bao giờ nhờ bất kỳ ai làm bài tập cho cô cả. She always finishes it herself. Đúng không nào? Tức là cô này nè, cô lúc nào cũng hoàn thành bài tập bằng chính cô làm hết, không có nhờ người khác. Ta sang câu 5. You are 5 years old, Danny. Chắc là người mẹ đó. Người mẹ nói với con là con 5 tuổi rồi đó, Danny. You have to comb your hair. Con phải tự chải tóc đi. Ở đây là you thì là yourself. Và chúng ta sang câu số 6. Là Peter lives alone. Peter ở một mình. So he has to cook meals himself. Đúng không? Anh ở một mình cho nên anh phải nấu các cái bữa ăn ấy, tự ảnh là himself, đơn giản vậy thôi. Câu số 7 cũng là câu cuối cùng mà mình sẽ giúp các bạn sửa ha. Ở đây là người ta có nói trường hợp như sau. Don't depend on others to be successful. Đừng phụ thuộc vào người khác để thành công. You must do everything. Bạn phải làm mọi thứ chính bạn, yourself. À, bài học của chúng ta đến đây là hết.
Hy vọng rằng các bạn sẽ nhớ cách sử dụng của bài từ phản thân trong tiếng Anh. Thank you and see you in Unit 4. Bye bye.